Giờ phút này tôi còn được ngồi trong cái phòng này, còn được mặc áo cộc tay ở đây. Các bạn ngồi ở truyền hình cũng thế. Nhưng mà ngay giờ phút này đây, thì có hàng vạn con người, các chiến sĩ, cả là áo xanh, cả áo trắng, rồi những người tình nguyện đủ màu áo, nóng như thế này, trong cái đồ bộ đồ bảo hộ, không ăn không ngủ, như trong cái lò hơi. Rất nhiều đồng chí 2-3 tuần này cũng không ăn có ngủ được yên giấc đâu. Khi anh Sơn lên, anh nói với tôi, nếu mà chỉ là ngành y tế không thuần túy thì mình khoanh toàn tỉnh, khoanh toàn quốc thì anh em mình về đi ngủ cho nhà. Vì mình muốn giữ sản xuất, vì mình muốn giữ đời sống của nhân dân thì mình mới khổ thế này. Chúng ta rất quyết tâm, chúng ta phải làm các biện pháp chống được dịch, nhưng mà tránh gây tổn thất đến kinh tế nhất có thể.